Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật Cảnh Channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ 7, ngày 6 tháng 7 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác 5 em chim khủng bội lỡ. Lúc nãy thì em Tài có lên một video 6 con rồi các bác ạ. Và bây giờ thì em sẽ lên video 5 con nữa nhé. 5 con này thì chơi rất là tốt, hót múa rất là mạnh cho tất cả các bác luôn rồi đấy. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên video từng con và sẽ báo giá cụ thể để cho tất cả các bác cùng tham khảo nhé. Bác nào mà ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Bây giờ thì em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng mún mang mã số 3807. Con này thì bị lỗi móng các bác ạ. Chim mới bị mất một cái đầu sừng của một móng biến ở bên chân trái nhé. Các bạn nhìn thật kỹ thì sẽ thấy được cái bên chân trái của nó, cái đầu sừng phía trong á, nó còn bị sưng lên một chút xíu nhé. Cái này thì các bác về nuôi mấy bữa nữa thì nó mới lành lại được các bác ạ. Cái đầu sừng là bị mất rồi nhé. Con này thì mới bị nhé. Chim thì bị cái đầu sừng mất như vậy, vẫn đang còn sưng lên đau mà nó vẫn chơi tốt cực kỳ luôn đấy. Con này căng lên thì sẽ chơi đuôi cảnh bản đuôi xòe lên cảnh rất là đẹp cho tất cả các bác nhé. Chim ở bên mẹ có bị chây một chút ít các bác ạ. Con này rất là thích hợp để cho tất cả các bác về chơi nghe hót đấy. Tại vì nó hót máu mỏ cực kỳ luôn, hót đảo rồng liên tục, kẹo thuộc lao dốc dốc luôn đấy các bác ạ. Một chú chim máu mồm máu mỏ hót chơi đuôi cảnh cực kỳ mạnh luôn. Chim có tật có tài các bác ạ. Đó, cái móng các bác nhìn thật kỹ nhé. Ở bên chân trái cái móng phía trong á vẫn còn sưng đấy. Nó bởi vì có mấy ngày thôi cho nên vẫn còn sưng. Nuôi thêm ít hôm nữa thì nó sẽ xẹp xuống và sẽ lành nhé, không còn đau nữa đâu. Con này thì họ chơi liên tục mũ đuôi cảnh cực kỳ ác, đảo rồng cực kỳ phế tịch cho tất cả các bác nhà mình luôn. Chim thì chỉ bị lỗi như vậy thôi, ngoài ra không có tật lỗi gì thêm đâu. Con này bác nào bác thì có thể liên hệ em Tài nhé. Em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này là 1,4 triệu để cho tất cả các bác về chơi nghe hót nhé. Chơi nghe hót thì không có chế được đâu, tại vì con này là cái dòng xíu mỏ, xíu rồng, hót mùa đuối cảnh đấy. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khủ bạc mã mang mã số 3808. Các bác nhìn cái màu lông của con này như thế nào ạ? Màu lông của con này thì húng đỏ lai da bò, nhìn cực kỳ đẹp luôn nhé. Màu lông đỏ đầm các bác ạ. Với là chim có hai tích mã trắng kìa. Hai tích mã trắng cha bạ luôn đấy. Rất chí là to bự, nhìn rất chí là đẹp nhé. Với lại con này thì có quả đầu to mặt dự, nhìn cực kỳ ác chim luôn các bác ạ. Chim thì đang thay lông đuôi và đang giá lại nhé. Con này mà giá đủ lông đuôi ấy, thì cái bản đuôi là sẽ có xòe lá vạ cho tất cả các bác nhà mình đấy. Chim thì đã hót múa chơi rất là tốt rồi, cho nên mình về mình cũng rất là dễ chăm và rất là dễ chơi nhé. Bác nào mà ứng cái dòng khủ lái giá bò màu hơi đầm đầm một chút xíu ấy, thì có thể tham khảo con này nhé. Con này thì tổ chất hót múa cực kỳ mạnh đấy. Em Tài đã thấy nó hót chơi tốt rồi, cho nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất là dễ chơi và rất là nhanh hót thôi nhé. Chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh ít hôm là em nó sẽ ra mỏ hót liền đấy các bác ạ. Một chú chim mà căng lên đủ lửa thì sẽ hót chơi cực kỳ mạnh, hót múa cực kỳ tốt cho tất cả các bác nhé. Chim thì bồ khả và không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này là 1,9 triệu nhé. 1,9 triệu để cho tất cả các bác về gọt lên chơi. Chim hót múa rất chí là mạnh và em Tài báo chuẩn trọng tròn đời cho tất cả các bác nhà mình nhé. Một chú chim có màu lông rất chí là đẹp đấy. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Tiếp theo là một em khủng mún mang mã số 3809.
Con này thì phải nói là siêu mỏ luôn các bác ạ. Một chú chim hót mũ đuôi cánh đảo rồng liên tục. Rồng rất là giạt luôn, kẹo thuộc lao âm âm cho tất cả các bác nhé. Con này mũ đuôi mũ cánh cực kỳ mạnh đấy. Chim thì đang thay lông nên con thiếu một số cọng lông đuôi. Và ở trên người thì cũng chưa thật hoàn thiện nhé. Tại vì mùa này là mùa thay lông các bác ạ. Con nào rồi nó cũng thay lông thôi. Một chú chim hót mũ đuôi cánh đảo rồng liên tục. Con này bác nào mà ghé nhà xem cũng thấy nó hót chơi âm âm luôn nhé. Chim thì em Tài đã nuôi được một thời gian cho nên con này cũng rất là tĩnh lòng rồi. Con này các bác xách lòng nhẹ nhàng ok hết rồi nhé. Về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh là em nó sẽ nổ âm âm lên đấy. Được cái con này hót máu mồm lè mọ. Chất rồng thì hay phế tích chơi đuôi cạnh cực kỳ mạnh cho tất cả các bác nữa nhé. Chim thì bồ trúng, tượng cáo câu trường chim dài đòn và không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 1.800.000 thôi nhé. 1.800.000 mà các bác sẽ sở hữu được một chú chim khử muốn chơi đuôi cánh siêu mỏ. Chất rồng thì hái cực kỳ luôn, rất chí là mau mỏ luôn đấy. Cho nên bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Một chú chim rất chí là tuyệt vời để cho tất cả các bác về gọt lên chơi. Bác nào mà ứng cái dòng khử muốn thì có thể tham khảo con này nhé. Tiếp theo là một em khử bạc mã mang mã số 3810. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi các bác ạ. Và con này này, nhìn thực tế ở bên ngoài nó còn đẹp hơn trong video đấy. Thực tế các bác chỉ cần chạm nhẹ vào lông là cái bản đuôi nó búng, nó giật 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 cái bản đuôi ra, búng nhìn cực kỳ đẹp luôn đấy các bác ạ. Một chú chim nó cũng tương đối tĩnh chim rồi cho nên các bác về thì cũng sẽ rất là dễ chơi thôi. Chỉ cần mình treo cao cao một chút xíu ở chỗ yên tĩnh một chút xíu thì vài hôm nó quen nhà quen cửa là em nó cũng sẽ hót chơi liền nhé. Chim thì cũng có màu lông hơi hơi húng nhẹ nhẹ các bác ạ. Con này thì rất thích hợp để cho tất cả các bác về gọt đấy. Tại vì con này nếu như mà căng lửa lên thì sẽ hót mũ, bản đuôi sẽ có xòe cho tất cả các bác nhà mình nhé. Và lúc nó căng lên thì em Tài thấy nó có nhích cánh giá nhẹ luôn rồi đấy. Cho nên các bác bắt về chăm lũ lửa con này lên thì sẽ không có chế được đâu nhé. Tại vì nó sẽ hót mũ chơi rất tốt cho tất cả các bác nhà mình đấy. Vậy là cái tượng tả của con này cũng rất là đẹp luôn. Chim bồ khá to, con này bồ rất chính là đẹp luôn các bác ạ. Nhìn thực tế cực kỳ đẹp nhé. Lúc mà các bác nhìn thực tế, các bác xách lông chạm vào cái lông thôi là nhìn sẽ mê lên đấy. Tại vì con này nhìn thực tế nó đẹp hơn trong video rất chí là nhiều luôn đấy. Bác nào mà ở gần có thể ghé xem, ghé xem thì các bác sẽ mê thôi. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này thì thuộc dạng bồ khá to rồi đấy và không có tật lỗi gì đâu. Chim bản đuôi xòe to bự nữa. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại của nó là 2.100.000 thôi. Đây là cái phí hiện tại các bác ạ. Còn con này lúc mà họ chơi lên một cái thì cái giá trị của nó sẽ còn cao hơn rất là nhiều đấy. Em Tài giao lưu cái mức phí như vậy thì các bác sẽ rất là dễ chơi luôn. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Và cuối cùng là một em khử OL mang mã số 3811. Con này thì phải nói là VIP Pro luôn các bác ạ. Một chú chim chơi đuôi cánh, bản cánh cao căng lên, bản cánh ra hết bản cho tất cả các bác nhà mình luôn nhé. Với lại con này thì lúc mà hót căng lên á, cái bản đuôi xòe rất là to nữa. Một chú chim chơi đuôi cánh cực kỳ ác luôn. Con này thì em Tài phải nói là báo cực kỳ máu mọ cho tất cả các bác luôn. Rồng rát, rồng lực, rồng lớn. Với lại con này thì hót kẹo thuốc lao âm âm cho tất cả các bác nhà mình luôn nhé. Chim thì chỉ mới về chỗ em Tài được tầm khoảng 20 ngày thôi. Nhưng mà con này chơi thì không có thua con nào đâu. Nó đậu nó chơi với chim thuần không có sợ luôn đấy các bác ạ. Một chú chim rất chỉ là lì đòn nhé. Cái đầu mặt của con này thì ác chim cực kỳ luôn. Chim chơi đuôi cạnh này, bản đuôi xòe này, lên cạnh cực kỳ đẹp nhé. Tuy rằng chim mới, mà chim mới mà nó chơi được như vậy rồi ấy, thì các bác về chám một thời gian nữa thì các bác sẽ biết được cái đẳng cấp của con này như thế nào nhé. Một chú chim phải nói là cực kỳ tổ chất luôn đấy. Chim thì bồ khá và không có tật lỗi gì hết đâu. Con này các bác bắt về sẽ không có chế được. Em Tài báo chơi tất cả các bác luôn. Con này căng lên đủ lửa thì hết nước chậm luôn các bác ạ. Một chú chim quá tuyệt vời luôn nhé. Bác nào nhanh tay bắt con này về với đội của mình thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này thì em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí hiện tại của nó là 2.800.000 nhé. Đấy là cái mức phí hiện tại thôi. Còn con này nếu như mà chạm lên tương lai thì
phải nói là cái giá trị còn cao hơn rất là nhiều nữa đấy. Tại vì chim mới về được tầm khoảng vài chục ngày thôi mà đã chơi như vậy rồi thì các bác biết được cái tương lai như thế nào nhé. Các bác cùng nhìn này, cái cảnh nó ra cha bà lửa luôn. Ở chỗ khác thì người ta không có bán giá này đâu, người ta bán chắc tầm khoảng rơi vào 3 triệu tư, 3 triệu rưỡi gì đấy. Còn em Tài thì em Tài chỉ giao lưu với mức giá này thôi, tại vì giá này là em Tài cũng có lời rồi nhá, cho nên em Tài bán thôi. Hoặc nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài nhá. Hôm nay thì em Tài là tiếp tục lên được 5 con, cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình chụp em Tài nhé. Số điện thoại là 0974193391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ dòng chim cảnh, dòng chim khữu của bên em Tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.